Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Như các bạn cũng thấy, bầu không khí chúng ta hít thở ngày nay càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Nguồn thực phẩm bẩn thì tràn lan, không chỉ từ rau đến tất cả các loại thực vật, động vật cũng như là tất cả các loại thực phẩm khác đều bị bơm rất nhiều hóa chất vào. Vô hình chung hàng ngày chúng ta đang dung nạp rất nhiều hóa chất vào trong cơ thể mà khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng yếu đi. Căn bệnh ung thư tỷ lệ ngày càng một cao. Bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ dẫn đến nguy cơ tử vong đột quỵ ngày càng nhiều. Các bạn có biết không, theo thống kê thì một năm có tới hơn 200.000 người mắc phải căn bệnh đột quỵ hay tai biến. Và trong số đó thì hơn 100.000 người đã tử vong về căn bệnh này. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giải độc được cơ thể chúng ta, cũng như là phòng ngừa hay điều trị được căn bệnh máu nhiễm mỡ cũng như là gan nhiễm mỡ? Ngày hôm nay, sau rất nhiều đắn đo nghiên cứu và tìm tòi các sản phẩm ở bên đất nước Hàn Quốc, thì Coroshop 24 giờ đã tìm thấy một sản phẩm. Đây chính là hộp viên tinh dầu thông đỏ của công ty dược phẩm Quang Thông. Các bạn có thể nhìn thấy. Tại vì sao Ngọc Hoa lại chọn sản phẩm này để cung cấp tới tay khách hàng của Coroshop 24 giờ? Để điều trị các chứng bệnh như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ hay giúp chúng ta thải độc cơ thể. Bởi vì như các bạn biết, cây thông đỏ ở Hàn Quốc được trồng ở độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét so với mặt nước biển. Khí hậu của Hàn Quốc quanh năm là ấm áp và lạnh. Mùa đông thì có tuyết rơi, mùa hè nắng của Hàn Quốc không bao giờ quá 40 độ C. Vì vậy, khi cây thông đỏ ở độ cao như vậy, nó hấp thụ được rất nhiều dưỡng chất quý giá, giúp chúng ta điều trị được rất nhiều bệnh. Theo từ điển Đông y Hàn Quốc, thì viên tinh dầu thông đỏ được coi là một thần dược bởi nó có thể hỗ trợ cũng như là điều trị tới 170 vấn đề liên quan về sức khỏe. Và trong viên tinh dầu thông đỏ thì nó có rất nhiều các dưỡng chất quý giá các bạn nhé. Nó có thể làm giảm hoạt động của các gốc tự do, làm chống oxy hóa cũng như là giúp chúng ta loại bỏ các cholesterol cũng như là chất xấu ở trong cơ thể chúng ta. Vậy thì không để các bạn chờ lâu, sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông. Thứ nhất, khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nó sẽ giúp các bạn xoa dịu thần kinh, giúp bạn an thần cũng như là hỗ trợ điều trị cho các bạn chứng như viêm dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh do máu huyết lưu thông không đều, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bị máu nhiễm mỡ, các bạn có thể thấy đây là một trong những nguyên nhân gây ra đột quỵ bởi các cholesterol xấu bám vào thành mạch gây tắc vữa động mạch vành của chúng ta và làm cho tim phải co bóp nhiều hơn để cung cấp máu đi khắp cơ thể, dẫn đến chúng ta ngoài bị mỡ máu còn liên quan đến cả huyết áp cao. Thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó hoàn toàn có thể điều trị được cho các bạn bệnh máu nhiễm mỡ. Bởi cơ chế hoạt động của viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ nhờ lượng nước chúng ta uống đưa lượng dầu đi khắp cơ thể và đánh tan các mảng mỡ xấu cũng như là chất bẩn trong cơ thể bám vào các thành mạch, làm lưu thông máu huyết của chúng ta, dẫn đến nó cân bằng được huyết áp cũng như là điều trị được bệnh máu nhiễm mỡ. Vâng, chính vì là nó có thể điều trị được máu nhiễm mỡ nên nó cũng có thể điều trị được cả bệnh gan nhiễm mỡ các bạn nhé. Khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, đặc biệt là đối với các anh nam giới, chúng ta thường xuyên phải tiếp khách hay chúng ta thường xuyên phải uống rượu bia hay những người có thói quen sử dụng rượu bia quá nhiều đang gây tổn hại cho lá gan của chúng ta và kèm theo nữa là lá gan của chúng ta lại bị gan nhiễm mỡ nữa, dẫn đến là chức năng gan kém và gan không thể giải độc được. Vậy thì khi chúng ta uống tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nó sẽ giải quyết cho chúng ta vấn đề đó. Nó sẽ giúp chúng ta tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan và giúp gan thải độc tốt hơn. Ngoài ra nó còn giảm các vấn đề về xơ gan. Đấy là những công dụng chính mà viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông có thể điều trị cho các bạn. Ngoài ra khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nó giúp các bạn điều chỉnh chức năng sinh lý của cả nam và nữ giới, cũng như là cải thiện chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ và tăng cường sinh lực đối với các anh nam giới. Đối với chị em phụ nữ, vấn đề về vóc dáng luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Vậy thì khi các bạn uống viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể, giúp chúng ta có một vóc dáng eo thon và đẹp. Ngoài ra nếu như các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ
Bôi lên mặt một tuần từ 2 đến 3 lần thì chúng ta sẽ có một làn da đẹp mịn màng, không bị nám, tàn nhang hay đồi mồi, giúp da chúng ta hồng và săn chắc, giảm thiểu các vấn đề về mụn hay ngứa. Và nó cũng giúp chị em chúng ta đẹp da hơn. Vấn đề da và tóc luôn luôn là mối quan tâm. Vậy thì viên tinh dầu thông đỏ không chỉ giải quyết được vấn đề về da của chị em phụ nữ mà nó còn giải quyết được cả vấn đề về tóc. Ví dụ chúng ta sau khi sinh nở, chị em phụ nữ thường bị vấn đề đó là rụng tóc rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, vậy thì khi chúng ta uống viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nó sẽ hỗ trợ điều trị cho chúng ta chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân. Và từ đó thì chúng ta sẽ có một vóc dáng cũng như là một cơ thể khỏe mạnh hơn nhờ cái quá trình chống lão hóa, chống oxy hóa của viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông. Nó sẽ làm chậm quá trình lão hóa của tất cả các cơ quan trong cơ thể, giúp chúng ta duy trì tuổi thanh xuân của chúng ta lâu hơn. Vâng, mà phải nói đến một điều đặc biệt nữa, đấy là đối với những bệnh nhân ung thư, khi chúng ta điều trị ung thư thì các bạn phải xạ trị hoặc hóa trị. Vâng, như vậy thì những tồn dư hóa chất trong cơ thể của chúng ta sẽ đọng lại trong người, gây ra cho chúng ta rất nhiều cảm giác như đau đớn hay là mệt mỏi. Đấy. Vậy thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nhờ cơ chế lọc máu, lọc đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể, nên khi các bạn sử dụng thì nó sẽ đào thải những cái hóa chất, những chất độc tồn dư ở trong cơ thể chúng ta, giúp cơ thể chúng ta đỡ mệt mỏi hơn, đỡ đau đớn hơn, và ngoài ra thì nó cũng nâng cao thể trạng dành cho những người bị xạ trị hóa trị nhờ cơ chế lọc chất độc này. Và không chỉ là vậy, nó còn ngăn ngừa cái sự nhân bản của các tế bào ung thư trong cơ thể của chúng ta, làm chậm đi quá trình phát triển của các tế bào ung thư đó. Nhờ thành phần toxic là một trong những thành phần được dùng để điều trị thuốc ung thư hiện nay tại Việt Nam cũng như tại thế giới. Và khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, không chỉ đối với những người mà bị ung thư mà kể cả đối với những người bình thường như chúng ta, khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông, nhờ cơ chế lọc máu và giải độc cơ thể đó nên là miễn nhiên cơ thể bạn sẽ khỏe hơn và sức đề kháng của bạn sẽ cao hơn. Bạn sẽ phòng chống được rất nhiều các bệnh mà mình thường xuyên có thể chỉ cần thay đổi thời tiết một cái là bạn sẽ bị cúm, ho, hắt hơi, sổ mũi. Thì khi sức đề kháng của bạn cao lên thì vấn đề đấy sẽ được giải quyết luôn ạ. Vâng, và phải nói đến là viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông cũng hỗ trợ điều trị được cho các bạn một số như là chứng viêm khớp, đau khớp của những người lớn tuổi hay là những người thường xuyên phải lao động nặng. Nếu như bạn thường xuyên phải lao động hay làm việc hay mệt mỏi thì tôi nghĩ rằng một viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông này có thể giúp bạn điều trị được rất nhiều căn bệnh. Và không để các bạn chờ lâu thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông làm thế nào cho hiệu quả nhất nhé. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông. Ở góc phía trên phía bên phải của hộp sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy logo cũng như là tên của công ty dược phẩm. Các nhà khoa học đã tinh chất từ 1,5 cân vỏ cũng như là cây thông đỏ để ra được một viên tinh dầu nặng 450 mg các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới, phía bên phải của hộp thì sẽ có một mã QR, các bạn có thể check ở đó và nên dùng phần mềm QR scan các bạn nhé. Các bạn có thể dùng phần mềm máy quét QR này để check. Ví dụ như chúng ta sẽ check mã QR này. Này, các bạn có thể nhìn thấy đây là hộp tinh dầu thông đỏ Quang Đông, sẽ có vị trí của công ty sản xuất này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể check qua phần mã vạch nhé. Đây, chúng ta sẽ check mã vạch. Đây, nó sẽ hiện ra ID sản phẩm, chính là cái mã vạch, và chúng ta ấn vào tra cứu này. Bạn sẽ nhìn thấy hiện lên ở Google này tất cả các sản phẩm về tinh dầu thông đỏ Quang Đông. Phía bên cạnh của hộp sản phẩm thì sẽ là có một tem 7 màu để chống phân biệt hàng giả của công ty dược phẩm Quang Đông. Trên tem các bạn sẽ nhìn thấy đấy là nó có logo cũng như là tên của công ty Quang Đông. Phía bên cạnh, phía bên này thì sẽ có hạn sử dụng cũng như là lô sản xuất của sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc hay là bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc, thì các bạn sẽ đọc
Hạn sử dụng là từ 5 đến tháng xong đến ngày. Tức là đây sẽ là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Và đây cũng có mã vạch cho các bạn có thể check được. Một sản phẩm của tinh dầu thông đỏ Quang Đông thì bao giờ nó cũng có tem dán niêm phong hai đầu của nhà sản xuất. Bạn có thể nhìn thấy ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc cái hộp sản phẩm này ra nhé. Đây, bên trong bạn sẽ thấy là một tờ giấy của sản phẩm này. Đây chính là tờ giấy về hướng dẫn sử dụng cũng như là các thành phần bên trong viên tinh dầu thông đỏ. Một hộp to, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông cùng có 120 viên. Một hộp to thì nó sẽ gồm có 5 hộp nhỏ như thế này. Và mỗi một hộp nhỏ thì bây giờ Ngọc Hoa sẽ bóc ra cho các bạn xem. Đây, bên trong mỗi hộp nhỏ là nó gồm có 4 vỉ. Và mỗi vỉ thì sẽ có 6 viên ạ. Chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Viên tinh dầu thông đỏ này thì chúng ta sẽ ngày chúng ta sẽ uống 2 viên. Điều duy nhất các bạn nên nhớ cho Ngọc Hoa đấy là chúng ta phải uống nhiều nước. Để làm gì ạ? Nước chính là cái nguồn dẫn đưa cái lượng dầu này đi khắp cơ thể, giúp chúng ta đào thải độc tố cũng như loại bỏ các chất bẩn, mỡ bẩn hay các chất độc hại ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì vậy chúng ta phải uống nhiều nước. Chính vì vậy cái viên thứ hai nhé các bạn nhé, các bạn phải uống cách xa giờ đi ngủ buổi tối. Tốt nhất là uống tầm 5-6 giờ chiều, để chúng ta đến lúc chúng ta đi ngủ là chúng ta đã đào thải hết lượng nước chúng ta uống ra rồi, thì nó sẽ là không làm chúng ta bị mất ngủ hay bị đi tiểu đêm. Và điều đặc biệt nữa là cái này, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông thì bạn có thể uống trước hoặc sau ăn 30 phút đều được. Và nhớ là cần phải uống nhiều nước. Và các bạn nên bảo quản hộp viên tinh dầu thông đỏ ở nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C các bạn nhé. Không nên để hộp sản phẩm ở dưới ánh nắng trực tiếp, vì như thế nó sẽ ánh nắng sẽ tác động vào viên tinh dầu, sẽ làm giảm các hoạt chất của viên tinh dầu đi. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông làm sao cho hiệu quả nhất. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên Corashop 24 giờ luôn luôn mang tới những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của chính gia đình các bạn. Với chính sách của Corashop 24 giờ, trước khi các bạn nhận hàng, các bạn thanh toán tiền, các bạn có thể kiểm tra hàng. Và chúng tôi có chính sách đấy là các bạn có thể hoàn trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như các bạn phát hiện ra hàng của chúng tôi là hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo, giống như những gì mà Ngọc Hoa đang nói với các bạn, thì các bạn được hoàn trả hàng và bồi hoàn 100% mà không mất một phần phí nào. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video này. Kích vào đường link đó, các bạn có thể truy cập vào website corashop24h.com. Ở trang web này, bạn có thể tìm hiểu được mọi thông tin về sản phẩm cũng như là cảm nhận của các khách hàng mà đã sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Quang Đông tại website, cũng như là bạn có thể đặt mua hàng ngay tại web hoặc để nghe Ngọc Hoa tư vấn thêm về các chế độ dinh dưỡng cũng như cách làm sao để sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông một cách hiệu quả nhất và đúng đắn nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn hay chính người thân gia đình bạn, thì bạn có thể liên hệ theo số hotline 0976 148 590. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.